Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mặc dù công cuộc săn tìm sự sống ngoài trái đất vẫn chưa thể đạt được những gì mà chúng ta kỳ vọng, nhưng có thể thấy các nhà khoa học đang đi đúng hướng. Một vài năm trở lại đây, nhiều phát hiện liên quan đến dấu hiệu của sự sống đã được tìm thấy, chẳng hạn như những hồ nước ngầm trên các cực của hỏa tinh hay những ngoại hành tinh nằm trong vùng có thể ở được của sao chủ khi có bầu khí quyển và nước lỏng tồn tại. Tuần vừa qua, cộng đồng khoa học tiếp tục ăn mừng khi phát hiện những đại dương nước mặn có thể đang ẩn náu trong bốn mặt trăng của thiên vương tinh. Điều này đặt thiên vương tinh và các mặt trăng của nó vào tầm ngắm đặc biệt. Bên cạnh đó, NASA cho biết họ sẽ tìm thấy sự sống ngoài trái đất trong vòng 25 năm tới. Vậy khả năng tồn tại sự sống trên các mặt trăng của thiên vương tinh ra sao? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Nếu sự sống ngoài trái đất là có thật, nơi đầu tiên mà tôi muốn các nhà khoa học xem xét chính là trong hệ mặt trời. Bởi các hành tinh được hình thành cùng trong một cái nôi là tinh vân còn sót lại từ sự hình thành mặt trời, cùng được hưởng các điều kiện ban đầu như nhau. Quan trọng hơn cả, đây là những thiên thể gần trái đất nhất. Nếu chúng có tồn tại sự sống, việc con người di chuyển đến đó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng cho đến nay, sự sống mà chúng ta biết đến chỉ có trên trái đất, còn các hành tinh khác thì chưa tìm thấy. Từ lâu, chúng ta vẫn hy vọng nhiều nhất vào hỏa tinh, hành tinh đất đá hàng xóm màu đỏ gạch. Tuy nhiên, những dữ liệu từ hàng chục robot thám hiểm hỏa tinh trong những thập kỷ qua cho thấy, hành tinh này không có dấu hiệu của sự sống. Ít nhất là tới bây giờ, không một sinh vật sống nào còn sót lại trên hành tinh đỏ. Nếu không phải hỏa tinh, người ta sẽ nghĩ về những đám mây của kim tinh hoặc trong các đại dương băng giá trên các mặt trăng của thổ tinh. Trong khi nghi vấn về những thế giới ấy chưa được làm sáng tỏ, thì mới đây, giới khoa học bất ngờ phát hiện tín hiệu của sự sống từ những hành tinh xa hơn trong hệ mặt trời. Một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong tuần qua là Thiên Vương Tinh. Thiên Vương Tinh là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời và là hành tinh lạnh nhất trong số các hành tinh của Thái Dương Hệ. Nó cách mặt trời một khoảng cách trung bình là 2 tỷ 876 triệu km, tương đương 19,2 đơn vị thiên văn AU, gần mặt trời hơn nhiều so với khoảng cách 30 AU của hành tinh thứ 8, đó là Hải Vương Tinh. Thiên Vương Tinh cùng với Hải Vương Tinh được biết đến với tên gọi là hai hành tinh băng khổng lồ của hệ mặt trời. Thiên Vương Tinh có 4 vành đai chính bao quanh, cùng với đó là 27 mặt trăng. Vào năm 1986, tàu vũ trụ Voyager 2 đã bay qua và chụp ảnh Thiên Vương Tinh. Giữa không gian tối tăm của vũ trụ, Thiên Vương Tinh hiện ra như một viên ngọc màu xanh lam tuyệt đẹp. Những tưởng dữ liệu của Voyager 2 sẽ nằm yên trong file máy tính, thì mới đây, từ những dữ liệu này, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về những đại dương nước ngầm trên bốn mặt trăng lớn nhất của Thiên Vương Tinh. Bốn mặt trăng được đề xuất là Ariel, Umbriel, Titania và Oberon. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các mặt trăng này đủ ấm để chứa các đại dương lỏng bên dưới lớp vỏ băng giá của chúng. Đặc biệt là ở Titania và Oberon, những đại dương này thậm chí có thể đủ ấm để hỗ trợ sự sống. Nghiên cứu đã được đăng tải và xuất bản trên tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý. Để đưa ra kết luận quan trọng trên, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ tàu vũ trụ Voyager 2 khi bay qua Thiên Vương Tinh vào năm 1986, kết hợp với thông tin về các mặt trăng băng giá khác như Charon của Diêm Vương Tinh, Enceladus của Thổ Tinh được rút ra từ các sứ mệnh gần đây của NASA. Thiên Vương Tinh có tổng cộng 27 mặt trăng, nhưng nhóm nghiên cứu chỉ tập trung vào 5 mặt trăng lớn nhất là Ariel, Umbriel, Titania, Oberon và Miranda. Sử dụng mô hình máy tính, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm dấu hiệu của nước lỏng trên 5 mặt trăng này. Những gì họ tìm thấy là 4 trong số 5 mặt trăng, bao gồm Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, có thể đủ ấm để chứa các đại dương ngầm giữa lớp vỏ băng giá và lớp lõi của chúng. Nghiên cứu loại trừ mặt trăng Miranda
mặt trăng lớn thứ 5 và nằm vị trí gần thiên vương tinh nhất, do nó không có khả năng chứa các đại dương ngầm. Trong số 4 mặt trăng được nghi vấn, nổi bật nhất là mặt trăng Titania và Oberon. Nhiều nhà khoa học tin rằng, hai mặt trăng này còn có thể hỗ trợ sự sống của các sinh vật ngoài trái đất. Chúng ta biết rằng, thiên vương tinh và các mặt trăng của nó nằm cách rất xa mặt trời, vì vậy chúng vô cùng lạnh, khiến chúng có lớp vỏ ngoài băng giá. Vậy làm sao để các đại dương lỏng có thể tồn tại dưới lớp băng vĩnh cửu của các mặt trăng này mà không bị đông cứng thành đá? Trước đây, các nhà khoa học tin rằng chỉ Titania có khả năng tạo ra nhiệt ở bên trong thông qua quá trình phân rã phóng xạ. Các mặt trăng khác có kích thước quá nhỏ nên không có nội nhiệt. Tuy nhiên, mô hình hóa cấu trúc của các mặt trăng khác gợi ý rằng tất cả, ngoại trừ Miranda, đều đủ cách nhiệt để giữ nhiệt bên trong do phân rã phóng xạ tạo ra. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng bất kỳ đại dương tiềm năng nào bên dưới lớp vỏ băng giá của những mặt trăng này sẽ giàu clorua, amoniac và muối. Những chất này đều sẽ làm giảm điểm đóng băng của nước. Kết hợp hai yếu tố, thứ nhất là điểm đóng băng thấp và thứ hai là đủ nhiệt bên trong, dẫn đến kết quả thú vị là 4 mặt trăng của thiên vương tinh đều có khả năng duy trì những đại dương ấm áp sâu bên dưới lớp vỏ băng giá của chúng. Các nghiên cứu của NASA từ phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực ở Nam California thậm chí tiết lộ rằng Titania và Oberon chôn vùi những đại dương ở độ sâu 50 km. Trong khi đó, Ariel và Umbria có thể có các đại dương ở độ sâu 30 km. Như các bạn đã biết, nước là yếu tố tiên quyết để hình thành nên sự sống kiểu trái đất. Không có bất kỳ sự sống nào đã biết cho đến nay mà không cần có nước. Chính vì thế, nước đang là kim chỉ nam cho những khám phá về sự sống ngoài trái đất. Chúng ta đang có những chiếc kính thiên văn siêu mạnh, những công cụ khoa học tuyệt vời, cùng với đó là những bộ óc vô cùng sáng tạo của các nhà khoa học. Bởi vậy, NASA tin rằng, trong vòng 25 năm tới, con người sẽ phát hiện ra sự sống bên ngoài trái đất. Nhưng hơn hết, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là những thế giới gần gũi trong hệ mặt trời. Việc tìm thấy những đại dương ngầm ẩn nấp dưới lớp vỏ của các mặt trăng thiên vương tinh làm tăng khả năng xuất hiện sự sống trong hệ mặt trời. Một lần nữa, chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ trong hệ mặt trời. Có lẽ các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa. Ngay trong chính hệ mặt trời này, sự sống có thể vẫn đang ẩn náu chờ chúng ta khám phá. Cho đến nay, việc khám phá thiên vương tinh vẫn còn rất hạn chế. Chỉ có duy nhất tàu Voyager 2 đã từng ghé thăm hành tinh này trong chuyến bay qua vào năm 1986. Bởi vậy, NASA đang phát triển một sứ mệnh được đặt tên là UOP. Sứ mệnh sẽ bao gồm một tàu quỹ đạo và một tàu thăm dò sẽ bay đến khám phá thiên vương tinh và các mặt trăng của nó. NASA cho biết UOP hiện đang được ưu tiên hàng đầu trong các sứ mệnh khoa học liên hành tinh của họ. Dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2023 đến năm 2032. Dự án đang được Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ khảo sát. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều những phát hiện mới để nhân loại sớm trả lời được câu hỏi sự sống có tồn tại trên các mặt trăng của thiên vương tinh hay không. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá về phát hiện các đại dương ngầm có thể đang ẩn nấp dưới lớp vỏ băng giá trên 4 mặt trăng của thiên vương tinh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!